Chào anh chị các bạn trong diễn đàn. Nghe cô qua chia sẻ rất là cảm động. Cảm ơn cô. Nhưng mà cháu muốn chia sẻ thêm với cô. Mạng yếu rồi anh, mạng yếu rồi anh lo mình. Alo, được chưa? Được. Vấn đề bảo hiểm nó có cái Nghe rồi anh, sự khác biệt nghe nhau rồi. à, vấn đề bảo hiểm nó có sự khác biệt như thế này nè cô. Ở Mỹ đó, nếu mà người nghèo đó thì họ có cái Medicare của cái access của tiểu bang, chính quyền liên bang đó, nó cho nên những người đó họ có bệnh hoạn á, thì tụi bảo hiểm á, nó lấy cái tiền đó của chính phủ, và cái tiền đó là đồng thuế của người khác đóng vô đó, chứ không phải là tự nhiên. Còn nếu mà mình mà không có bảo hiểm đó, mà mình có tài sản đó, thì mà nó mà mình bệnh hoạn, mình đi bác Con đi sĩ cái đó, đĩa ra cho mẹ đi con. thì nó sẽ cô mà không Ê, trả cho con đi nó cái sẽ đĩa ra cho lien, mẹ. có nghĩa là nó sẽ cài nợ vô cái tài sản của mình, giống như mình có nhà cửa thì Đĩa nó sẽ cài vô cái tài sản đó đó. đĩa vô đi. Còn bảo hiểm nói chung Đồng ạ. thì Anh Lô Minh, anh Lô Minh. Mời cả nhà, giờ này con gái nó đang luộc đậu bắp, nó hỏi nè cả nhà. Cá luộc đậu bắp ăn đó một người. như mạng anh bị yếu á. Anh thấy đậu Ngon bắp nha, không? thấy rồi. Ở ở bên Mỹ cô, là nó không bị quá tải, là nó có như vậy này. Tại vì cái vấn đề y tế ở bên Mỹ đó, nó có bác sĩ gia đình, nó mở phòng mạch riêng, nó mở phòng mạch tư nhân riêng, cho nên nó giải quyết những vấn đề mà bệnh nhân á, ở những cái trung tâm riêng biệt ra rất là nhiều. Nhiều khi bệnh hoạn ở bên Mỹ không phải mọi thứ gì cũng phải chạy vô bệnh viện như kiểu Việt Nam, là nó bị quá tải đấy. Ở Việt Nam, cho nên ở Việt Nam cô thấy tình trạng quá tải, bệnh gì họ cũng chạy vô bệnh viện hết. Bệnh gì Dạ. cảm cảm lạnh nhức đầu chút, họ sợ Đó. quá họ chạy vô bệnh Thì viện, đó. thành ra nhiều khi nó quá tải. Với lại những cái mùa Đó. dịch á, mùa bệnh dịch á, thì Việt Nam lại Đó. quá tải nữa, cho nên những Đúng cái không rồi. phải bệnh viện nào nó cũng lúc nào cũng như vậy hết. Mình phải để ý, nếu mà bây giờ nó quá tải, giờ nhà chính phủ phải cất bệnh viện ra, thì hỏi phải đào tạo bác sĩ và chuyên môn, rồi vấn đề mà tiền bạc nữa. Rồi lúc không có bệnh nhân làm sao, không có bệnh nhân rồi sao, rồi lúc đó rồi chết nữa. Cũng có nhiều bệnh viện mở ra rồi không ai đi, rồi bị phá sản, bị dẹp tiệm. Cho nên nhiều khi mình đưa qua vấn đề y tế mà sức khỏe ở Việt Nam và ở Mỹ nó chênh lệch nhau nhiều lắm. Tại cái lối sống của người dân Mỹ, họ họ sống rất là cao, cái đời sống họ cao, và cái nó có một cái lề lối, một cái trật tự rõ ràng đâu qua đó, hồi pháp luật của họ cũng vậy nữa. Một là hai hai, là chứ không có nửa 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 trong đó. Nói chuyện với người Mỹ như vậy, cô thấy cô biết mà, cô nói chuyện với mà cảnh sát Mỹ như vậy, cô cứ ya 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 là nó ghét lắm. Cứ yes yes sir, no sir, và nói chuyện với tòa cũng vậy nữa, yes on no on, chứ không có ya ya là hồi thế nào cũng bị mắng à, cũng bị chửi à. Là nói chuyện mà cái người Mỹ họ quen, khi mà đứng trước luật pháp á, họ nói chuyện dù họ có tệ cỡ nào tệ, họ có xấu xa cỡ nào, sau khi mà đứng trước pháp luật á, họ rất là nghiêm. Yes sir, dạ thưa ông, dạ thưa bà. Còn mà ông tòa cũng vậy nữa, là honor, là cái người mà người thẩm phán họ kêu rất là lịch sự và rõ ràng. Cho nên cái truyền thống, nhiều khi cô đi ra khỏi Việt Nam 43 năm rồi, cô chưa về Việt Nam, cái đất nước 46. của mình Cô Hoa đi 46 năm 46 năm rồi. à, thành ra À. cái sự thay đổi của Việt Nam á, nó đang thay đổi từ từ cô ạ. À, nhiều khi nhìn cô ở bên kia, cái đất nước người ta, con nói cô đừng buồn, nó lót ổ sẵn rồi. Những người như cô trên đó chỉ hưởng thôi, qua đó mình chỉ hưởng xứ người ta thôi. Còn Việt Nam mình chiến tranh đất nước thống nhất xong rồi còn đóng địch dụng thôi, nào là phải xây dựng rồi đủ thứ mọi mọi bề hết, rồi là gặp cấm vận nữa, bị anh Mỹ ảnh chơi trò cấm vận nữa, là Cấm mình dặn cấm mình vận là hai mươi chết. mấy năm chứ bộ, hai mốt Ổi hai chứ, năm bộ. thằng Mỹ mà nó cấm vận ai là chết thằng đó đó, chứ không phải là dẫn, chứ không phải là chết. Nó là cái nước lớn mà, nó là cái thằng đầu tàu nữa, thành ra mình cũng thiệt thòi, mình phải ngậm đắng nuốt cay, mình phải chịu bao nhiêu năm trời, và đất nước mới có được phục hưng và mở cửa được nay chừng hơn 20 năm mà. Nó đúng là chừng hơn 20 năm mà đã được thay đổi biết bao nhiêu như vậy. Rồi những cái vấn đề mà những người Việt kiều, tôi thấy mà về Việt Nam á, đòi hỏi đất nước quá nhiều, đòi hỏi quá nhiều, mà trong khi đó các bạn không về Việt Nam, các bạn không dầm mình với họ, không dầm mình với cuộc sống của người dân trong nước. Các bạn về đi, tôi nói các bạn đi vô vùng xa thử làm ăn với họ đi, ngồi với họ, ăn với họ, bốc với họ, gấp đũa gấp cơm, họ ăn sao mình ăn như vậy đi.
Nói chung nhiều người về Việt Nam bị đau bụng là tại vì mình sống ở cái xứ ở bên Mỹ đó, cái immune system của mình đó, về cái vấn đề đề kháng của mình đó, nó không có mạnh. Tại vì mình sống ở bên đó nó dùng hóa Em chất nói nước. câu này, cho em ngăn câu này, đừng nói Mỹ. Em thường em sống ở thành phố thôi, mà em đi về tới An Giang em thôi, em uống nước, em ở chảnh 1 năm thôi mà em về dưới này em uống nước thêm rồi ăn ăn cái gì lạ là cái bụng em cũng đau rồi, nó Đấy, khác cái nước rồi đúng. đó, Tại không cần đi Mỹ đâu đúng rồi. Thì đó. anh nói những người mà Việt kiều, những người mà ở Mỹ khi mà họ về Việt Nam họ phản đối, tôi về Việt Nam tôi ăn cái gì cũng bệnh hết. Anh nói với Nhiên, chưa bao giờ anh về Việt Nam anh dẫn con anh nha. Anh nói Nhiên hả, chứ đứa nào nó mày dẫn con mà về bệnh coi chừng nó ăn nó bệnh vậy. Anh dẫn năm nào anh cũng dẫn, hè nào anh cũng dẫn, chưa có đứa nào mà té lăn ba ơi con đau bụng hay là con bệnh này. Bây giờ anh dẫn nó về thường xuyên lắm để đặng cho nó biết cái quê hương cha đất mẹ của nó. Anh muốn sau này tụi nó phải quay về giống như anh vậy đó. Nó chưa bao giờ bị anh ngồi anh cười, mà mỗi lần mày xách con đi cái nó hăm mày dẫn con mà về bển chi vậy? Nó ăn uống đồ độc độc gì, nó ăn hả, nó ăn như heo luôn. Cho em nói câu, nó dụ con nít nè, con nít mình ở trên thành phố á, em ở trên thành phố tối ngày lúc nào cũng nhốt trong nhà đóng cửa sợ người ta bắt cóc, ở bên Mỹ thì cũng vậy, sợ bắt cóc rồi sợ Đúng đi ra rồi. đường, thì cái tuổi thơ Ô con nít nó không có gì. Chỗ đó bạn ơi, con của em đó anh, tại sao ở nhà đi không để, mà em để nhà chị ba đặng cho những chơi đứa con nít nó chơi nhảy dây, nó chơi cò cò, nó chơi bắt chốn, nó chơi năm mừng, đặng cho con nít nó có cái tuổi thơ nó là như vậy đó. Nói về con nít ở bên con cho bển, nên con nít không nhiều có tuổi thơ. nhiều khi quý vị sống ở Mỹ rồi bị đồng hóa rồi quý vị quay về Việt Nam, quý vị thấy Việt Nam giống như cái chỗ nào cũng cũng một cái gì đó tệ, một cái gì đó nó cũng ghê lắm. Mà tôi thấy tôi về Việt Nam tôi sống làm việc nay cũng gần 10 năm rồi, đâu có thấy có gì đâu. Con tôi nó cũng về, nó ăn nó lăn gù mèo ra, nó bơi dưới sông dưới suối, nó đi ra ở ngoài ruộng ngoài đồng nó chơi, nó còn khỏe lên nữa, nó còn mạnh lên nữa. Tôi thấy có gì đâu. Mà đa số những người mà không thích chế độ á thì bắt đầu thường đây xuyên tạc chống phá đủ mọi cách hết. Tôi thấy rất là đau lòng. Tại sao mình là người Việt với nhau mà mình làm như vậy? Tại sao mình không, mình muốn cái chế độ Việt Nam, cái chính quyền thay đổi thì trước hết mình phải thay đổi. Mình muốn người ta thay đổi mà mình không thay đổi, mà cứ mình bắt người ta phải thay đổi. Người ta thay đổi mà mình không chịu thay đổi thì mình ngồi đó mình cứ bắt người ta thay đổi, mà người ta thay đổi mình cũng không chịu thay đổi. Nó lạ gì, cứ đòi không à, đòi quyền không à, Bây giờ mà mình là không anh chịu em thực mình thi nói gì quyền. nè, anh lo mình cho em nói câu nè. Bây giờ mình muốn kết thúc câu chuyện với cô Hoa với những anh Duy đó, thì anh chị em mình muốn kết thúc câu chuyện với anh chị em mình kết thúc nè, là Nghiên với anh Lôi Minh và anh Em Trung xả chết Đỗ, cái này. những người trong nước á, trời ơi đẹp cái gì ở trước cửa nhà anh đó hả, À. trời Nói đi, ơi, nói đi. đẹp quá. Thì ở trong mình và anh Lôi Minh Lồ là người Việt đúng không, yêu đảng cộng sản, yêu đất nước hòa bình, chứ không phải là bưng bê hay là bưng bít những cái xấu. Thì ở đây Nhiên với mọi người anh chị em trong nước á, là muốn anh chị em mà đang chống cộng, nó lại gọi là chống cộng đi, mình phải xóa bỏ cái hận thù đi, đăng chi mình về cái quê hương chỗ chôn nhau cắt cúng của ông bà mình sinh ra đó, đăng chi đặng mình ăn những cái món đặc sản quê nhà mình đó, để hưởng thụ những cái không khí ở quê nhà mình, quê hương mình, trời ơi vui lắm đó, nhiên nó thiệt đó. Anh Long Minh ở dưới cửa nhà anh nuôi cá vậy đó hả, Anh thích anh đào ao trời ơi nuôi mà. à, ông À, chơi cá cảnh nói dữ chung hen. Rồi nói, em cảm ơn nói anh chung Long Minh thì hen. không có gì Dạ ha. Thôi phi là rồi em thì cấp, nghỉ đi chứ, dạ hay là nói hoài em vậy. cảm ơn anh Lô Minh. Chứ em mà À, đưa em đề cũng tài đó làm là anh việc nói cho cộng hoài luôn sản, em thác 30 triệu lận ông ơi, mới làm việc vậy thì được tình vừa rồi. ngày vừa đêm. Ừ Chúc ok. tụi Nói hoài không hết á. Anh nói dạ hồi mấy em người trong chào anh. phòng họ họ, họ chửi rồi họ chém họ rồi chém Thôi anh em là họ mong mọi người đừng chửi Lô Minh nữa, anh Lô Minh nữa nha. Em chào anh, chúc anh ngày mới vui vẻ hạnh phúc, bye bye anh. ơn nha. Bye bye. Dạ Bye. bye bye anh. Dạ à, đâu rồi anh, tới anh nè. Hùng Phạm em mời anh mấy lần, anh gửi lời mời về em mời anh nha. Rồi anh Hùng Phạm không mời lên được. Rồi anh Vinh Đỗ đâu rồi?
À, đương nhiên rồi, bởi vì em là chủ diễn đàn, còn anh là người cổ vũ mà, cho nên là anh cũng theo dõi những cái việc đó, bởi vì anh em mình đã thống nhất là cùng chung chiến hào. Anh xin tắt bớt máy đi, nó ồn quá. Ồn quá rồi, để tắt máy nha, bởi vì hồi nãy vừa nghe xem. Rồi, được chưa? Dạ. Nghe thấy chưa? Dạ, nói đi. Anh Hùng Hạm, cái máy của anh nó không có camera. Đầu tiên là anh cũng lại một lần nữa xin cảm ơn cô khách mời, cô Hoa. Cô cũng đã nói lên để cho những người ở trong nước hiểu được về cái ở bên đất Mỹ, và nói chung là thì thời buổi bây giờ thì công nghệ thì internet rất là phát triển, và ở Việt Nam thì cũng rất là phát triển, cho nên cái việc mà những cái thông tin ở bên Mỹ thì người Việt Nam ở trong nước cũng rất là nhanh nhận được và cũng biết. Ví dụ như có một cái vụ gì ở bên Mỹ thì hầu như là các phương tiện thông tin người ta đều đưa về. Thế nhưng mà về phía ở bên Việt Nam thì những cái hình ảnh mà đưa sang thì không biết là những người ở bên nước Mỹ có xem được hay không. Thế nhưng mà đa số thì mình thấy là có một cái số những cái người mà như anh em ở trong nước nói là chống cộng cực đoan á, thì đúng là họ toàn nói sai sự thật. Như cái lần trước lên diễn đàn thì Vinh Đỗ đã nói rồi. Được cái là ở đây cái diễn đàn của Thái Công Nhân thì bây giờ làm là thay đổi và sẽ không có những cái chuyện coi như là lập lờ hoặc là nói tục chỉ bậy các thứ. Thì mấy ngày vừa rồi thì Ngẫu Nhiên làm như vậy là thấy nó hợp lý. Thế bây giờ mình đi sâu vào cái vấn đề như là anh Lô Minh cũng góp ý với mình một cái số về những cái tư tưởng, thì mình cũng nói rõ với anh Lô Minh này. Mình nhớ rất rõ là trong một vài clip vừa rồi mà mình đi quay thực tế trên ở một số vùng ở cái chỗ mình ở ấy, thì anh Lôi Minh đã cũng đã tích vào đó là một cái thích đó. Thì có thể là anh Lôi Minh có thể bớt chút thời gian để xem lại cái những cái clip mà mình đi đi phát trực tiếp, mà thậm chí là có những người ở bên Mỹ á, là khi mình quay, khi mình đi siêu thị á, thì người ta còn hỏi là anh ở đâu, anh ở đâu, tôi cứ tưởng là anh ở Mỹ. Nhưng mà sự thật thì đấy là những cái clip mình quay ở Việt Nam. Đó. Mà cái các bạn không tin thì các bạn có thể đến cái siêu thị A1 ở trên mặt tiền của quốc lộ 13 ở tỉnh Bình Dương. Và mình đã quay kể cả cái khung cảnh ở bên trong, là để nói rằng là cái rau cỏ, rồi rau, rồi những cái hoa trái cây, rồi những thứ đồ ăn thức uống của Việt Nam là hầu như là rất là bảo đảm. Tuy nhiên là cũng không phải là không có những cái điều tồn tại như các bạn nói, nhưng mà không phải hoàn toàn là như vậy. Đấy là mình dùng bằng những cái hình ảnh thực tế, chứ không phải là hoặc là khi mà mình đi chùa thì để mình nói về cái tự do tôn giáo của Việt Nam, bởi vì mình thì mình đã quay được cái quang cảnh của cái chùa Bà ở tỉnh Bình Dương. Đấy là những cái video clip rất là chân thực và hiện thực. Thế thì và những cái lời ở trong đó là mình có những cái lời chứng minh đành rằng đấy, mình là người tôn thờ chủ nghĩa cộng sản. Mình nói quan điểm rất rõ ràng luôn. Nhưng mà mình nói rằng hiện nay nhà nước, Đảng và nhân dân Việt Nam đang điều chỉnh chính sách để mọi người, những người mà đã đi qua Mỹ, qua các nước mà lâu ngày không được không không về quê hương,
thì có thể có dịp về quê hương. Cái đó là đường lối đúng đắn. Đấy là mình nhấn mạnh nhé, là Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đang điều chỉnh chính sách. Cái đó là đúng rồi. Mình cũng đồng ý với bạn Duy Hoàng là nhà nước điều chỉnh những cái chính sách. Và thực tế thì như Tết vừa, đợt dịp Tết vừa rồi, theo như cái thông tin của những cơ quan người ta mà người ta thống kê ấy, thì một ngày có tới 3.000 tới 4.000 người trở về Việt Nam để thăm quê hương. Cái đấy là một cái tín hiệu rất đáng mừng, rất đáng mừng. Đấy. Và mình cũng không phủ nhận rằng là tất cả mọi người ở nước ngoài là người ta không yêu nước, cái đó không có. Mình vẫn nói rằng người đã là người Việt Nam cùng máu đỏ da vàng thì ai cũng có yêu nước. Nhưng mà yêu nước theo cái kiểu của một số người mà vẫn cứ muốn khơi dậy lại hận thù, muốn đòi lật đổ Cộng sản Việt Nam, thì là nó không những người trong nước là không nghe chuyện đó, bởi vì người trong nước đã bằng lòng với cuộc sống như thế này và còn muốn tiến lên chứ không phải là chỉ dẫm chân như thế này. Vì vậy là những cái người mà cứ xuyên tạc mà bảo gửi tiền về cho Đảng Cộng sản Việt Nam, cái đó là không có. Thế còn thì về cái chuyện y tế thì mình cũng có thể nói để đồng bào ở hải ngoại biết như thế này. Ở trong nước hiện nay ngành y tế cũng đang, mà rất nhiều người mua bảo hiểm y tế, cũng giống mô hình ở Mỹ thôi. Ở Mỹ ai có bảo hiểm y tế cũng đều tốt cả, và ở Việt Nam cũng đang như vậy, chứ cũng không phải là như những cái hình ảnh mà có người bảo là ấy. Còn cái chuyện y tế thì ở Việt Nam người ta phân theo tuyến. Đấy. Người ta phân theo tuyến, người ta thực tế ra mà nói thì ở những cái bệnh viện thuộc cái tuyến thấp, ví dụ như là tuyến huyện, tuyến xã thì ít có người vào, mà cứ đổ dồn hết về các thành phố lớn. Cái điều đó là một điều gây rất khó khăn cho cái ngành y tế, nhất là các bệnh viện ở tuyến thành phố và đây, các mời anh gì nè, anh Vinh, cô Hoa hồi nãy nói vụ bệnh viện, giờ này em mới nhớ thì cái đất nước của Việt Nam của mình chiến tranh qua mà Mỹ cấm vận đất nước Việt Nam mình cũng 21-22 năm, thì đất nước Việt Nam mình giờ mới được tự do phát triển thì cũng được có 21 năm nay. Thì 21 năm nay người dân mình còn nghèo lắm, nghèo cực kỳ. Vì chỗ đó những cái người mà nằm mà la lết ở trong bệnh viện là toàn là những người nghèo. Người ta không có tiền, người ta đi mướn khách sạn ngủ, thì có phải là bệnh viện tạo điều kiện cho bà con trải chiếu nằm cho đỡ tốn tiền không? Cái đó là bệnh viện cũng tạo điều kiện cho bà con. Tại vì bà con có chỗ nằm thì tạo điều kiện cho đất nước Việt Nam còn nghèo, thì phải tạo điều kiện cho bà con nằm đó. Bây giờ cũng làm y như bên Mỹ cũng được, không cho các bà con nằm đó cũng được, cho bà con ra ngoài khách sạn, có phải bà con đúng rồi, đúng rồi đấy, Ngọc Nhiên ạ, đúng rồi, cái này là đúng rồi. Bởi vì là chẳng qua là những cái người mà người ta không có thiện chí với Đảng Cộng sản Việt Nam, rồi người ta cứ bôi nhọ thôi, chứ còn trên thực tế thì không phải là như vậy. Cũng đúng như Ngọc Nhiên nói ấy, là những người ta nghèo thì người ta cũng muốn tiết kiệm một tí, thì người ta trải chiếu các thứ ở những cổng bệnh viện hoặc tại gì đó. Tại sao họ nghèo? Hỏi câu này nè, tại sao họ nghèo nè? Cái đất nước Việt Nam, Mỹ nó cấm vận đất nước Việt Nam mình 21-22 năm đúng không anh? Trong lúc đó cấm vận rồi có công ty nào qua ký hợp đồng mà để cho cái đất nước Việt Nam mình để coi cho hai mấy năm đó để cho bà con công ăn việc làm không? Đất nước Việt Nam mình nhờ sống cái gì? Nhờ sống lúa gạo đúng không? Ba cái nông sản không, mà nông sản không cho xuất đi nữa thì đất nước Việt Nam sao phát triển được? Dĩ nhiên bà con phải nghèo rồi đó, đúng rồi. Ngọc Nhiên ạ, cái này tại sao nghèo thì nó liên quan đến nhiều vấn đề lắm, mà giải thích thì rất là lâu. Nhưng mà bạn này hỏi cái câu này là nó có hơi có ngụ ý tí. Anh em mình ở trong nước là mình cũng hiểu, chứ không phải là mình không hiểu. Mình biết cái bạn Tài Lâm này là ở dạng như thế nào,
cho nên là mình cũng hiểu được cái ý bạn ấy muốn nói. Bởi vì là khi mà trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước ấy, thì nước Mỹ đã có tiền để nuôi được cả một cái chế độ của Việt Nam Cộng Hòa, và họ rất là giàu. Thế bên đó ấy, thì khi mà các bạn đi ra khỏi Việt Nam ấy, thì các bạn đã được người ta đã có đầy đủ tất cả các cơ sở vật chất, hạ tầng rồi tiền của rồi. Các bạn đến đó là các bạn chỉ cứ sẵn đó và các bạn hưởng thôi. Như anh Lương Minh anh nói vừa rồi là đúng đấy, là các bạn hưởng thôi. Còn cái đất nước này á, người ta phải chi phí vào nhiều vấn đề lắm, bởi vì khi đất nước xong chiến tranh thì cái đất nước này là một đống gạch nát. Bây giờ người ta xây lên mà cộng với như anh Lương Minh nói là bị cấm vận. Đó. À, Mỹ mà đã cấm vận thì các quý vị biết rồi. Thế cho nên là mới có 20 năm thôi mà đất nước Việt Nam này phát triển được như thế này. Đấy là một cái sự cố gắng vượt bậc của những người hiện nay đang sống ở trong đất nước Việt Nam này, của người dân Việt Nam, của mọi người, chứ không phải riêng của bất kỳ một ai. Đấy là lý do tôi chỉ nói như thế thôi, chứ không phải là như các quý vị nói là sự lãnh đạo kém. Cái đó các bạn nói sai, là bởi vì là nếu như mà Đảng Cộng sản Việt Nam mà lãnh đạo kém thì làm sao mà 20 năm thôi đất nước này đã phát triển được như thế. Đường xá các bạn không tin, cứ có thể ai có cái clip mà tôi đã quay đường, mà chỗ tôi ở thì là vùng nông thôn thôi, thế nhưng mà cũng cuộc sống ấy thì cũng đâu có phải là còn tăm tối rồi đổ nát như cách đây 43 năm nữa. Bây giờ phải nói thẳng là như vậy. Đường xá, đường rộng, rất rộng rồi đấy. Rồi cộng với lại thậm chí đây cũng không phải khoe của, nhưng tôi chỉ là người dân bình thường thôi, lao động bình thường, nhưng mà cũng đã mua được xe ô tô riêng. Tuy rằng xe có thể là không sang trọng bằng của các quý vị ở nước Mỹ, nhưng mà tôi cũng đã có xe bốn bánh. Đây là sự thật. Vậy thì các quý vị đừng có nói rằng là, đừng có nghĩ rằng là ở Việt Nam đấy, đừng có nghĩ rằng là ở Việt Nam là nghèo khổ. Chỉ có, tôi chỉ muốn nói rằng nếu như các quý vị còn nhớ quê hương, các vị còn có lòng yêu nước như các quý vị muốn nói, đã nói, thì các quý vị, cái đồng tiền Mỹ nó có giá trị lắm. Các quý vị ở bên Mỹ ấy, là 1.000 đô thì tiêu ở bên Mỹ là cũng gọi là tạm đủ, vừa đủ. Nhưng nếu như mà các bạn mang cái đồng tiền đó mà về Việt Nam ấy, thì là các bạn sống khỏe mà sống thừa, thậm chí là còn chỉ ăn chơi suốt ngày thôi. Một người mà tiêu 20 mấy triệu ở Việt Nam thì nói thật luôn là các quý vị là đại gia rồi. Chúng tôi phải nghiêng nón thán phục rồi. Đấy, phải nói thẳng như thế. Nhưng mà với điều kiện là cái đồng tiền ở Mỹ, các quý vị về Việt Nam, mang về Việt Nam để các bạn, quý vị sống. Bởi vì trên thực tế thì rất nhiều người hiện nay ở Mỹ mà người ta tuổi già rồi, người ta nhớ quê hương, người ta vẫn cứ về Việt Nam để người ta hưởng tuổi già ở Việt Nam. Và người ta ăn đồ, ăn thức uống bằng cái đồng tiền ở Việt Nam, bởi vì thực phẩm rồi gạo, nước, các thứ ở Việt Nam rất là rẻ. Chứ với cái đồng tiền mà 1.000 đô đấy thì các quý vị ở bên Mỹ có thể là sống vẫn chật vật. Đấy, nhà tôi cũng xem ở KBC Hải Ngoại có cái bác Cường ấy. Cái bác Cường bác ấy nói là quân đoàn 800 thì là 800 đô, nhưng mà sống ở bên đó vẫn chật vật. Đấy, nhưng mà về Việt Nam mà 800 đô là ở đây là thành 16 triệu rồi, mà một tháng các quý vị chỉ tiêu cỡ khoảng một người mà ăn bia bọt rồi coi như cà phê cà pháo đủ hết một ngày của một tháng, thì một tháng các vị chỉ tiêu hết cỡ khoảng 5 triệu thôi. Cho em nói câu, các bạn vẫn còn dư ra được rất nhiều tiền. Cho em nói một câu nè. Rồi. Các bạn ở bên Mỹ thường thường nói là
người dân hay đi lao động ở nước ngoài. Tại sao người dân tìm đường đi ra nước ngoài là người lao động ở muốn ở nước ngoài? Thì ở đây hôm nay em sẽ nói. Có phải là Mỹ nó cấm vận đất nước Việt Nam của chúng ta là 21 năm, 22 năm không? Thì đất nước Việt Nam mình đã cấm vận rồi, đất nước Việt Nam mình sống nhờ cái gì? Nông sản đúng không anh? Đúng không? Đúng rồi. Đất nước mình là nhờ vào nông sản, mà nông sản nó không cho đi xuất khẩu thì có phải là bà con nghèo không? À, mình nói như thế này. À, phải nói là những người mà đi học tập này, lao động và tu nghiệp ở nước ngoài, người ta cũng vẫn cứ muốn ở nước ngoài, là bởi vì là dù sao cái cuộc sống ở bên đó nó cũng có những cái coi như là điều kiện về kinh tế vật chất nó cũng tốt hơn, và người ta kiếm cái đồng tiền ở bên đó, nhưng mà khi người ta gửi về Việt Nam cho gia đình người ta thì nó sẽ cái tỷ giá hối đoái ấy, mình nói nôm na là cái tỷ giá hối đoái ấy, là nó sẽ rất là lớn. Thế cho nên là người ta vẫn cứ muốn để chuyển về nước cho bà con cô bác rồi cha mẹ vợ con người ta ở trong nước để xây dựng một cái đất nước này nó tốt đẹp hơn. Thì cái đó là chúng tôi cũng không phủ nhận, cái đó không, mà tôi cho rằng đấy là cái điều rất tốt chứ không phải là ấy. Thế và người Việt Nam ta lại còn có những người người ta lại hỏi rằng thế tại sao ấy, người Việt Nam lại cứ thích sang Mỹ mua nhà ấy. Mình nói thêm một cái mua nhà đây này, thì mình nói rồi nói đi. Tài Lam, bạn muốn biết là tại sao đất nước Mỹ, đất nước Việt Nam bị ung thư không? Để tôi xuống cái Facebook này đi, tôi xuống cái video, tôi xuống ao xuống rồi bác vô nghe, bạn vô ngay cái clip này luôn, bạn bấm vô chỗ khúc mà anh Lo Minh nói đó, với anh Duy gì hồi nãy nói đó, người cô Hoa hồi nãy đó đó, bạn vô đó bạn xem đất nước Việt Nam đó, đúng rồi bạn Tài Lâm ạ, bạn là kết bạn với mấy người đó đi ở bên Mỹ đó. Đấy, người ta cũng nói, và theo tôi còn biết một cái như này nữa này. Đấy, tôi đọc và tôi xem nhiều thì tôi biết rằng ở nước Mỹ cái sự xả thải không phải là ít. Chính vì vậy nước Mỹ chưa ký vào một cái văn bản nào về bảo vệ môi trường trên thế giới này, dù đã qua rất nhiều những cái cuộc đàm phán. Đấy, những cái nước mà có nền công nghiệp coi như phát triển ấy, là họ không dám làm những việc đó. Vậy thì khi xả thải ra đương nhiên là ô nhiễm môi trường, mà ô nhiễm môi trường thì sẽ có bệnh ung thư. Ở Việt Nam cũng có bệnh ung thư và cũng có rất nhiều. Nhưng mà các bạn lại, tôi lại bật mí cho các bạn nhé. Các bạn xem phim Hàn Quốc đi. Các bạn cứ xem những cái phim Hàn Quốc đi. Đấy, các bạn thấy hầu như phim nào cũng nói đến bị ung thư hết. Đang yêu tay ba tay tư rồi, tình yêu rất là đẹp đẽ rồi, cuộc sống rất là. Nhưng đấy, đùng cái phát hiện ra ung thư. Đấy là những cái mà phim Hàn Quốc nhập vào Việt Nam xem, chúng tôi xem rất nhiều. Đấy, chúng tôi thấy được những cái hiện trạng của các nước, chứ không phải là chỉ có Việt Nam mới có ung thư, mà nhất là cái biến đổi khí hậu này này. Cái biến đổi khí hậu là xảy ra trên toàn cầu này, cái bệnh ung thư bây giờ nó phát triển nhiều chứ không cứ gì việc Việt Nam. Các bạn thấy tôi giải thích như thế có đúng không? Không phải chỉ riêng Việt Nam mà bệnh ung thư trên toàn cầu này phát triển nhiều lắm, mà bây giờ hầu như cái gì người ta cũng có thể gọi là ung thư. Đấy, như chúng tôi ở đây thì lớp già rồi, hút thuốc lào, thuốc lá chẳng hạn, nó cũng bị ung thư phổi đấy, đúng không? Ung thư họng này, các thứ. Đấy, đấy là những cái là do bản thân mình không chịu kiêng những cái đó thôi, chứ có phải là đâu phải do đảng làm ung thư, hoặc là nhà nước làm ung thư, hoặc là vì những cái gì đâu. Cái đấy là do cái con người chúng ta không biết giữ mình. Đấy, mà cứ coi như cứ dùng bừa bãi bia rượu rồi các thứ thì ung thư gan, đúng không? Người Việt Nam cũng
uống bia rượu. Thế cho nên là những cái đấy đừng đổ tội cái gì cả. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, đúng không? Đấy, đấy là cái vấn đề mà tôi nói về ung thư và cái, trong cái tầm hiểu biết của tôi. Thì tôi thấy là đúng như thế, nó đúng với cái thực tế hiện, hiện tại của Việt Nam vậy thôi. Mà rõ ràng là không phải là chỉ riêng, mà Hàn Quốc cũng có ung thư, Nhật Bản có ung thư, Mỹ cũng có ung thư. Và các nước càng tiên tiến bao nhiêu, có nền công nghiệp phát triển bao nhiêu, thì cái số lượng người bị ung thư cũng là cấp số. Đấy, cấp số tăng lên. À, bởi vì là cũng bị xả thải ra môi trường. Mà Trung Quốc này, Mỹ này là người không ký vào cái cuộc hội hội đàm gì đó về những cái nghị quyết của Liên Hợp Quốc về bảo vệ môi trường. Đấy là sự thật. Thế không lẽ các bạn ở một nước văn minh như ở nước Mỹ mà các bạn không nghe được những cái thông tin đấy à? Tôi là người ở trong nước Việt Nam này, tôi còn nghe được mà, đúng không? Thế, chẳng qua là có thể các bạn cứ cố tình coi như là nói sai sự thật để bôi nhọ thôi. Đây là tôi đưa ra một cái liều thuốc đắng, nếu như có ai có tật thì cũng giật mình đấy. Cố tình bôi nhọ thôi, chứ còn thì sự thật thì không phải là như vậy đấy.